Trong bản tin cập nhật sáng ngày 13 tháng 8 này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem tại sao mô hình ăn, ở và làm việc tại chỗ được áp dụng ở hai tỉnh phía Bắc là Bắc Ninh và Bắc Giang khi mở rộng áp dụng cho các tỉnh phía Nam lại không phù hợp. Thực tế, nhiều doanh nghiệp kỳ vọng mô hình hai tại chỗ, ăn, uống và làm việc tại chỗ sẽ thay thế ba tại chỗ. Nhưng trước hết, chúng ta hãy cùng đến với một số hình ảnh về ngày đầu 12 chốt cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh khai triển việc kiểm tra cái gọi là mã QR biến động dân cư. Thưa quý vị, tối ngày 12 tháng 8, thông tin từ phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt PC08, công an thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 20 giờ, toàn bộ 12 chốt kiểm soát dịch cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu triển khai kiểm soát phương tiện qua chốt bằng mã QR di biến động dân cư. Theo ghi nhận của báo Tuổi trẻ online, tại chốt kiểm soát chân cầu vượt sóng thần ở phường Bình Triều, thành phố Thủ Đức và chốt cầu Vĩnh Bình trên quốc lộ 13 tại phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức những xe không có luồng xanh sẽ được lực lượng tại chốt dừng xa yêu cầu quét mã QR và khai báo thông tin qua hệ thống di biến động dân cư mới. Theo đó, người dân khai báo y tế qua máy tính, điện thoại thông minh có kết nối Internet trước khi đi qua chốt tại địa chỉ http sức khỏe dân cư quốc gia. Sau khi nhập đủ thông tin, hệ thống sinh ra mã QR để cán bộ tại chốt kiểm tra thông tin. Cán bộ tại chốt sử dụng điện thoại thông minh kết nối Internet để kiểm tra thông tin người dân khai báo y tế bằng mã QR tại địa chỉ http kiểm dịch dân cư quốc gia. Mã QR được sinh ra sau khi công dân khai báo y tế xong. Trước đó, cán bộ tại chốt được cấp riêng tài khoản để truy nhập phần mềm và đối chiếu thông tin công dân đã khai báo với giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân và xác nhận thông tin khi người dân đi qua các chốt trường hợp người dân không có điện thoại thông minh để khai báo cán bộ tại chốt sẽ phát phiếu khai báo y tế bằng tay cho người dân để kê khai sau khi kê khai cán bộ kiểm tra đối chiếu với giấy tờ tùy thân và xác nhận thông tin công dân đi qua với các tờ phiếu khai báo y tế được người dân kê khai cán bộ tại trạm kiểm soát tiến hành lưu thông tin khai báo y tế cho người dân tại địa chỉ http kiểm dịch dân cư quốc gia sau khi cán bộ tại chốt kiểm dịch xác nhận thông tin công dân, hệ thống sẽ lưu lại thông tin và tiến hành xác thực thông tin công dân qua kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hàng ngày, cán bộ công an được giao trách nhiệm thực hiện thống kê, báo cáo tình hình công dân ra vào vùng dịch, truy vết đối với người nghi vấn F0, F1, F2 khi cần thiết. Người dân trước khi qua chốt cần khai thông tin, tạo mã QR trước. Khi đến chốt, cán bộ sẽ kiểm tra nhanh hơn, không mất thời gian kê khai, giảm ùn tắc thông tin được kiểm tra đối chiếu và xác định chính xác. Khi qua chốt, phối hợp với cán bộ công an thực hiện thao tác kiểm tra nhanh chóng, rút ngắn thời gian, không làm ùn tắc giao thông. Ngoài ra, dữ liệu sau khi người dân kê khai được kiểm duyệt xử lý trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm xác định chính xác thông tin. Thông tin này được thông báo về cấp phường xã nơi công dân đi đến để quản lý kịp thời đúng thông tin và đúng người thực tế. Qua đó, truy vết lộ trình di chuyển của công dân dễ dàng, nhanh chóng và chính xác nhất và tiết kiệm chi phí trong công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay. Hàng ngày hoặc đột xuất, các chốt kiểm dịch và công an các cấp kịp thời báo cáo với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các cấp về tình hình công dân ra vào, truy vết công dân nghi F0, F1, F2 để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Thông tin người dân khai báo được chuyển tới công an cơ sở để nắm được di biến động công dân, Ứng dụng này sẽ giúp cho công tác quản lý công dân kịp thời truy vết công dân nghi nhiễm, đưa ra những dự báo về tình hình cũng như chú trọng phương án phòng chống dịch bệnh. So với phần mềm khai báo y tế hiện nay như Blue Jones, tờ khai y tế, hệ thống này có điểm khác là sẽ được chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nên hiển thị đầy đủ hơn thông tin cá nhân. Khi công dân khai báo về tình trạng sức khỏe, lịch trình di chuyển trên hệ thống thì lập tức chính quyền địa phương nơi người đó thường trú, tạm trú sẽ nắm được thông tin. Chuyển sang một diễn biến đáng chú ý khác. Thưa quý vị, kể từ đầu đợt dịch lớn năm 2021, chính quyền Việt Nam coi mô hình ba tại chỗ, ăn ở và làm việc tại chỗ như phương án chủ yếu giúp cho việc vừa chống dịch vừa bảo đảm sản xuất. Tuy nhiên, Việt Nam đã phải chấp nhận từ bỏ mô hình được coi là chìa khóa thành công này với các tỉnh thành phía Nam. Chính quyền ngày càng phải dựa vào sáng kiến riêng của các địa phương, cơ sở để có các biện pháp chống dịch hiệu quả hơn, sát với thực tế hơn. Ngày 12 tháng 8, Bộ Y tế Việt Nam đã gửi công văn đến các tỉnh thành phố, nhấn mạnh là chính quyền các cấp và các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp xem xét quyết định áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp và bảo đảm an toàn sản xuất, tùy theo diễn biến thực tế mỗi nơi. Mô hình ăn ở và làm việc tại chỗ, được áp dụng tại hai tỉnh phía Bắc là Bắc Ninh và Bắc Giang trong đợt dịch mùa xuân năm nay đã được mở rộng ra các tỉnh phía Nam. Tuy nhiên, giải pháp này không phù hợp với địa bàn mới. Hàng loạt lý do được báo chí trong nước điểm mặt như các doanh nghiệp phía Nam lớn hơn nhiều so với khu công nghiệp phía Bắc ở Bắc Ninh và Bắc Giang. Thời gian áp dụng biện pháp này quá dài, gây quá tải về chi phí cho các doanh nghiệp. Thời gian phù hợp chỉ từ 7 đến 20 ngày, trong lúc tại các doanh nghiệp phía Nam, tình hình này đã kéo dài từ hơn 2 tháng nay. Việc các chuỗi cung ứng nguyên liệu, vận tải bị đứt gãy nặng nề trong thời gian qua, trong bối cảnh dịch bệnh cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng các doanh nghiệp khó kéo dài tình trạng này. Mô hình hai tại chỗ ăn uống và làm việc tại chỗ, được nhiều doanh nghiệp kỳ vọng sẽ thay thế ba tại chỗ. Thưa quý vị, một sáng kiến mới được chú ý khác là việc thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu huy động các bệnh nhân COVID đã lành bệnh cùng tham gia chống dịch. Chính quyền đã gửi công văn khẩn ngày 12 tháng 8, yêu cầu Sở Y tế thành phố phối hợp với bộ phận thường trực chống dịch của Bộ Y tế tại thành phố để tham mưu về việc khuyến khích để bệnh nhân COVID đã lành bệnh tham gia chống dịch. Về chủ đề này, bác sĩ Phan Xuân Trung tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết ý kiến. Điều đó rất là tốt. Lý do là những người từng xét nghiệm có COVID dương tính đã được điều trị rồi hết các triệu chứng và sau thời gian 7 ngày và 14 ngày xét nghiệm lại thấy âm tính thì có nghĩa là họ thoát rồi, không còn bị tác hại của virus nữa. Như vậy, họ đã được miễn nhiễm với virus. Như vậy, việc họ tham gia tiếp cận với những nguồn lây thì cũng không có sao miễn dịch do tiếp xúc với virus thật, bác sĩ cho là tốt hơn nhiều so với vaccine, bởi cơ thể nhận diện được virus được đầy đủ hơn và sinh ra được nhiều miễn dịch đặc hiệu. ở Việt Nam không có xét nghiệm kháng thể sau khi nhiễm, đúng là sau khi nhiễm phải đi xét nghiệm lại kháng thể để coi mức độ đáp ứng thế nào để có thể so sánh giữa đáp ứng miễn dịch của việc tiêm vaccine với miễn dịch bằng con đường tự nhiên, xem có khác nhau hay không. ở Việt Nam không có xét nghiệm loại này nhưng về mặt lý thuyết, bác sĩ Chung cho là như vậy. Trong ngành y tế Việt Nam, người ta gọi F0 là người bị nhiễm, F1 là người tiếp xúc gần. Bác sĩ Phan Xuân Trung gọi đùa những người đã nhiễm rồi, đã lành rồi, xét nghiệm âm tính là FE hay người sắt, là những người đã nhiễm và đã khỏi. Vì FE là ký hiệu của sắt và chữ E là viết tắt của exit cũng tức là thoát. Tổ điều phối nguồn nhân lực tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện tại vẫn còn thiếu đến ít nhất là hơn 12.000 người cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh tại các quận huyện cũng như tại các bệnh viện, cơ sở cấp cứu. Thưa quý vị, DKN TV sẽ liên tục cập nhật các tin tức trong và ngoài nước để gửi tới quý vị trong các bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ cho chương trình. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại!